Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Các bác nếu mà để ý thì nghe thấy là cái tiếng ve. Đấy, tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng. Đấy, thôi, không văn thơ nữa, không có ca múa nhạc nữa. Hôm nay em giới thiệu một các bác một con cục đẩy giá thanh lý của thương hiệu là Osika, được chưa? Professional Family. Đấy. A300, đây là mã hiệu của nó thì có là A150 hay là A200 gì đấy. Xong là A300, xong bắt đầu là A500 hoặc là A600 gì đấy. Thì con này là máy sử dụng công nghệ mạch của dòng cục đẩy đó, Crest Audio hay gọi là máy Ebo. Đấy, Crest Audio và Ebo thì sử dụng chung cái model mạch này. Sắp tới thì em về được vài chiếc máy phổ thông như này nữa các bác nhá. Con này là công nghệ của Mỹ nhưng mà sản xuất theo tiêu chuẩn công bố của Mỹ nốt. Đấy, các bác đã thấy cái con đẩy nào mà giá thanh lý mà lại còn chơi cái tụ Rubicon này chưa? Đấy, em đây thì em đúng là từ trước giờ em rất ít khi thanh lý được đồ mà lại linh kiện nó rất là ngon này nha. Tụ là tụ Rubicon, dung lượng không lớn lắm, 50V, 1000mi. Đấy, tụ rất là bé con thôi, của nó là 8 tụ. Đấy, em vừa vệ sinh xong. Hương Yên lại một ngày mưa gió, 3-4 ngày mưa gió, hoặc một ngày mưa gió, 3-4 ngày mưa gió. Con này thì trước nó có nỗi bệnh tật đấy, em sửa con này cách đây tầm 2016 đã sửa rồi. Đấy, tầm 2016 này các bác nhìn thấy linh kiện này, linh kiện chân dài này, thấy chưa? Còn cái này các bác nhìn linh kiện toàn chân ngắn như thế con này. Đấy, thấy chưa? Ngày xưa là đã sửa chữa rồi nhá, nhiều con linh kiện em làm là cứ đóng hẳn chân dài vào, thế cho dễ bảo hành cho dễ. Đấy, nhưng mà từ đợt sửa đến bây giờ là chưa thấy có bệnh tật gì cả, cấm điện phát lên ngay. Osika, con này hiện tại loa em đang bế hết vào trong nhà rồi. Tầm này ồn ào quá, không muốn thử. 3-4 ngày hôm nay rồi, 3-4 ngày hôm nay hôm nào cũng có khách đến chơi. Lộc ơi, hôm nay đừng bật nhạc nhớ. Sợ lắm rồi. Con này em thanh lý với các bác là 1.800.000. Hôm trước em có đăng trên Zalo thì nhờ bác hỏi thăm, nhưng mà không thấy bác nào chốt đơn. Quyết định là em đăng lên trên YouTube luôn, thanh lý bán, gọi là có nãi một tí để bảo hành, còn không có nãi là 1.500.000 thẳng tưng luôn. Các bác về dùng sống hay chết kệ các bác, còn em bán bảo hành cho các bác 6 tháng là 1.800.000, nãi được 300.000. Đấy, đây nha. Tình trạng thì còn tương đối nhá. Đây là cái mặt trước của nó này, mặt nó hơi nham nham nhở nhở. Đấy, bên cạnh còn khá đẹp này. Đây, đằng sau hơi xước tí này, cái này em chưa vệ sinh kỹ nhá. Đấy, cứ vệ sinh qua thôi. Đằng sau này cọc kiếc là vẫn tương đối là ngon, nhiều con nó bị gãy cọc, nhưng cái này em thay hết rồi, sửa ní hết rồi. Rắc spec công ra noa vẫn cắm tốt nha. À, tất cả hoạt động bình thường, bảo hành cho các bác là 6 tháng. Nếu mà các bác dùng trong vòng 6 tháng mà có lỗi thì các bác gửi về em bảo hành thôi. Đấy, cái mặt của nó. Máy của cục đẩy này thì là sử dụng cái máy theo kiểu là máy 5 vị. 1, 2, 3, 4, 5, 5 vị. Đấy, cái này gọi là máy 5 vị hoặc là máy theo kiểu Crest Audio, máy CA cũng được. CA của Crest Audio cũng đúng, mà của Ebo cũng đúng. Đấy, đây nha. Sò thì có nó là 1, 2, 3, 4, 5. Dưới 5 con nữa là 10. 10 sò 1 kênh, 20 sò 2 kênh. Đấy, với công suất các bác cứ tính là 5 cặp sò. Đấy, 1 cặp là 150W. Các bác cứ tính nhân theo bắc cầu này lên thì con này nó có công suất là 700W một cây. Đấy, 700W một cây mà máy trông rất là cùi này. Các bác nhìn này, các bác có muốn mua không? Em thì nói thật là nhìn máy nó xấu này, em không muốn dính vào thôi, chứ còn đây là thanh lý bán hộ theo nhu cầu của khách thì thôi, bán hộ thôi. Hàng này hàng trao đổi nhá, em bán thẳng tưng luôn. Các bác là đầy đủ máy này, có cả nắp em để bên kia, chưa chuyển sang đây. Lấy là các bác nào lấy thì em sẽ vệ sinh tương đối sạch đẹp như này là được rồi. Đấy, sẽ bảo hành cho các bác là 6 tháng với mức giá 1.800.000. Còn 1.500.000 là các bác lấy, em không bảo hành, bán thẳng tưng luôn, tham rẻ em có rẻ luôn. Bảo hành cho các bác là 6 tháng, các bác biết 6 tháng rồi, bảo hành đồ cho các bác không phải chuyện đùa đâu. Đấy, từ ngày này sang năm kia. Đó, Professional A300. Mã này thì các bác bảo là 300W một kênh có khối. Cứ nhân sò này 75W một con nhân lên, xong rồi còn con này là nó khuếch đại tầng dưới nó lên tầng trên này. Tiền khuếch đại công suất này là C5198 và A1911 này. Linh kiện cao cấp này, sò tô cơ mà.
Đấy, được chưa? Chê đi, cứ chê nhiệt tình mà bảo bán đắt đi, bán bình thường nhưng bán đắt cực kỳ. Hàng của em xấu không đẹp nhá. Không có bác ạ, cứ chê là hàng em thế này thế kia, hàng của em xấu không đẹp. Hàng của em có đẹp đến mấy em vẫn nói là hàng xấu. Xấu như hình, không có đẹp, được chưa? Quay ban đêm nó xấu lắm. Nên là các bác mua thì cứ mua, còn không mua thì thôi. Anh em đá thì em xin nhận đá, gạch của các bác để em xây nhà. Đấy, nói thế cho nó xong thẳng luôn. Chứ không phải là nói mập mờ rồi bán thế này thế kia, các bác bóc cốt. Đây em tự bóc cốt luôn nhá. Đấy, OCK đấy, đẩy nó có như này thôi. Test thì chắc tí nữa bên nó ra test thôi. Tầm này tiếng ve nó kêu hơi to thì test chỉ được một tí thôi, chứ không là con này thì các bác có thể đánh được loa 40 nhá. 40 từ 19 con 16 là con này đập tốt nhá. Tới 2 con trăm thì đánh hơi đuối tí thôi. Còn con này các bác đánh loa 25-30, đánh loa gia đình ấy, các bác đập thoải mái kẹt ca cho em, được chưa? Đấy. Máy đây. Tình trạng là xấu như hình nhá. Một biến áp nó có 10 mấy cm thôi. Đây. Đo luôn cho các bác xem nhá. 16 cm, được chưa? Biến áp 16 cm, được chưa? Đấy. Nhôm đây, có một đoạn này thôi, nhôm 22 cm, được chưa? Nhôm này. Ui ôi, bây giờ những cái găng tay của em giờ nó càng ngày càng dài ra này. Găng tay này trước có được 20 thôi, bây giờ được 21 rồi. Tay giả. Đây nhá, biến áp nhá. Xem nó cái điện áp này này. Đây các bác xem luôn, nó điện áp cục đẩy này họ có ghi này. Đấy. Đây, để em chỉ điểm cho các bác xem nha. 31V 0V 31V này. Đấy, 71V 0V 71V này, trên này nữa. 31 0 31 và cấp nguồn nuôi quạt là 18V. Điện áp vào là 220. Đấy. Đó. Máy này là máy ngày xưa nhá, nó có tem QCPAT này, tem quy chuẩn đấy. Làm việc mà gặp mấy cái con máy mà nó có QCPAT nó rơi rơi ở bên trong này là yên tâm lắm. Không phải sợ gì cả. Con này em nói trước là thứ nhất là em đã sửa rồi. Ngày xưa là em đã sửa con này rồi. Đấy. Sau đó thì người chủ bán hàng con này thấy con này mặt mũi nó xấu quá, mãi không bán được, xong bắt đầu nó gạ thanh lý. Đấy, đấy thì ok, nhận thanh lý. Cái này thì các bác đánh loa to nhất, loa nếu mà đánh loa đơn thì đánh to nhất là được 40 từ 19 con 16. Còn nếu mà các bác đánh loa đôi thì hai đôi loa 30 từ 19 con 16, hoặc là hai đôi 25, liệu cái loại này các bác đánh BMB 850 đánh được một đôi hoặc hai đôi, tùy hai đôi, tối đa đánh được hai đôi. Đấy, nếu mà đánh gia đình. Còn các bác mà mang con này ra ngoài trời thì con này nó chỉ đánh được loa 40 thôi, từ 19 con 16 thôi. Còn các bác chơi gia đình từ 22 con trăm con này đập tốt. Ok, thì bây giờ em sẽ bê loa ra em đánh test thử luôn nhá. Cho các bác yên tâm, chứ không này bảo là hẹn các bác trong clip lần sau đã thanh lý nữa còn clip lần sau, ôi trời ơi. Bây giờ bê loa ra, kéo loa ra để đánh thử cho các bác cùng xem nha. Kênh 1 nhá, kênh B này. Kênh A này. Tầm này thì cũng hơi muộn rồi, em không test to lắm nhá. Hai cái cọc loa dương ra là hết kêu. Đấy, thấy chưa? Rút hai cọc dương ra là hết kêu. Bạn bắt đẩy xem là nó có báo lỗi gì không. Đấy. Cứ tưởng nổ. Rồi, ok nhá. Thì đây, các bác nào quan tâm đến sản phẩm cục đẩy công suất này thì liên hệ trực tiếp với em. Đấy.
Em có nói luôn này, hàng này nãy em bán em có bảo hành. Ngày trước nó cũng sửa chữa rồi, nhưng về tầm này tìm thợ sửa khó quá, đằng nhằng có khi là vừa bán vừa lại quay lại thời kỳ ngồi chọc máy sửa chữa các bác ạ. Tầm này có khi đằng nhằng phải quay lại nghề luôn, chứ thấy có vẻ không ổn lắm. Không ổn lắm. Báo này giá lần cuối nhá, 1.800.000 bảo hành 6 tháng, 1.500.000 bảo hành 1 ngày. Đã nói nhanh rồi đấy, chứ các bác không phải thắc mắc sao em bán đắt thế, em nói thẳng luôn. Đây là đồ thanh lý bán hộ thì em chỉ thế thôi, em lãi được tí tiền này. Còn các bác nào tham rẻ thú rẻ nữa được không? Đọc nói rõ video nhá. Còn các bác nào thích mà kiểu nó mua về rồi xong là dùng chả may các bác để chập dây loa hay như nào đấy thì xong các bác quay sang ăn vạ bắt đền thì em ơi em bán hàng như này à? Sao mày bán cho anh 1.500.000 mày không bảo hành à? Thì các bác xem lại video nhé. Đấy, em nói luôn, bán hàng lãi nhiều thì bảo hành nhiều, lãi ít thì bảo hành thế thôi. Đấy là cái điều tất nhiên rồi. Con này nó không đáng tiền, nói thẳng con này không đáng tiền. Các bác nào thích chơi mà bây giờ điều kiện nó có hạn, các bác mua con này về chơi, sau khi điều kiện nâng cấp lên thì mình mua con đấy xịn hơn. Con đấy này lại bán lại cho người khác. Thì con này thì các bác nếu mà các bác dùng lâu năm rồi, các bác dùng được vào tầm 2-3 tháng các bán lại, nếu mà gọi là nỗ lắm thì gọi là 1.000.000 vẫn có người mua. Máy 20 sỏ còn có 1.000.000 giờ các bác chê thì thôi, không còn. Như em là mua ngay. Máy quá rẻ, kiểu gì về bán vẫn còn hãi. Đấy. Đấy thì các bác quan tâm thì lại trực tiếp nhá. Tầm này tối rồi, muộn rồi, không ăn to lắm đâu. Đấy, các bác nào quan tâm thì lại trực tiếp nhá. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.